luôn có hai hướng khi nhìn nhận một vấn đề. Một hướng có thể giải quyết nó, còn hướng kia thì không. Nếu anh trai của ngươi đối đãi với ngươi không tốt, đừng xoáy vào những sai lầm của anh ta, bởi làm vậy không giúp ngươi giải quyết vấn đề. Thay vào đó, hãy nghĩ theo một hướng khác, rằng đây là anh trai của ngươi và các ngươi đã cùng nhau trưởng thành. Khi ấy, ngươi sẽ tìm được cách để mọi việc trở nên êm đẹp. Trích Cẩm Lang của Epictetus. Mọi vấn đề đều có giải pháp, nhưng nên tránh lối tư duy tích cực giả tạo hay lạc quan quá mức. Bởi vì giải pháp tốt nhất chưa chắc đã là điều ta mong muốn, mà là điều phù hợp nhất nên làm trong tình huống đó.